lại ngước cái mặt, nó ngửa cái mặt nó nhìn lên. Còn cái bông lúa mà nó chắc á, nặng hạt á, thì nó cúi đầu xuống. Làm người á mà khiêm tốn á, mặc dù mình giàu có, mặc dù mình có uy quyền, mặc dù mình sang trọng quý phái, mình có thế lực trong đời, nhưng mà lúc nào cũng khiêm tốn, tôn trọng người già và yêu thương trẻ nhỏ, và biết thương yêu người nghèo. Nói chung không có khinh thường ai hết, lúc nào cũng sống tử tế thì nó sẽ hạnh phúc hơn. Tại vì hạnh phúc nó thuộc về cảm giác của mình và những người sống xung quanh mình. Có đôi khi mình đánh đổi cả một cuộc đời để đi làm ăn kiếm tiền, đi tìm danh vọng để có được hạnh phúc. Nhưng mà thật sự hạnh phúc nó rất là gần gũi. Nó ở trong cảm xúc, nó ở nơi những con người sống xung quanh mình, từng bước chân đi, từng lời nói cử chỉ trong gia đình của mình. Cho nên nhiều khi á, người ta đánh mất hạnh phúc mà ta không biết. Ví dụ sáng sớm thức dậy cái chào và nở nụ cười, chào em, chào cha, chào mẹ, nở nụ cười, thưa bà con đi học, thưa mẹ con đi học, mời ăn cơm, những cử chỉ gần gũi với nhau, thì đó là cảm xúc gọi là hạnh phúc trong một gia đình, trong một cái gọi là cuộc sống. Còn tiền bạc vật chất và địa vị á, thì nó tô đắp thêm cho cái cuộc sống nó thăng hoa, nó đẹp hơn, nó nảy nở hơn, nó sinh sôi hơn trong cái cung bậc của con người. Chứ thật ra nếu mà quyền lực vật chất nó vừa phải, đủ ăn, không phải để mình túng thiếu nợ nần, thì đã có hạnh phúc rồi. Bởi vì hạnh phúc khi mà đôi mắt vẫn còn nhìn nhau, truyền cảm, và nụ cười vẫn chia sẻ cho nhau mỗi ngày, và lời nói không có cay độc, không có chăm chích với nhau trong lẽ sống, là tự nhiên mình có hạnh phúc. Cho nên là vùng cao nguyên này nó còn giữ được một cái sắc màu gì đó mà khiến cho chúng ta cảm thấy gần gũi. Ví dụ mình tặng quà cho bà con vùng cao á, tặng xong hết 300 phần quà là đúng 300 phần quà hết người. Điều này là làm cho mình cảm giác an toàn khi mình đứng giữa dòng người. Còn mình đi tặng quà một cái số nơi á, mình phải vất vả, tại vì bà con mà chen lấn nhau giật. Cho nên mình phải giữ gìn trật tự an ninh, và sau cùng là 300 thành 400, có khi còn cao hơn nữa. Phải vét hết tiền đi chạy mua gạo mua quà thêm để đáp ứng được những bà con không có phiếu. Nhưng vùng cao này có được một cái bản chất mà ngàn đời ai cũng cần, đó là thật thà. Có nữa có, không nữa không. Nhưng nhìn người ta là biết người ta tu rồi, mình cứ sửa thôi. Người ta không cần tu, người ta đã trở thành người đẹp. Mình quá nhiều nghiệp chứ, phải sửa mới đẹp như người ta. Thương chúc một ngày mới thành mình nha. Em Minh Đạo đã gửi vùng cao.